Hà Giang, miền đất biên cương địa linh nhân kiệt, đã sản sinh ra những anh hùng dân tộc. Nơi biên cương núi non hùng vĩ, hôm nay đoàn làm phim chúng tôi theo dấu chân người chiến sĩ năm nào trở lại chiến trường xưa. Thấm thoát đã trên 3 thập kỷ qua đi, những chiến sĩ tiểu đoàn 1, sư đoàn 313 năm xưa nay mới có dịp hội tụ về Hà Giang, nơi địa đầu của Tổ quốc. Một thời, sư đoàn đã chấn giữ trong cuộc chiến tranh biên giới ác liệt, oai hùng. Những kỷ niệm khó quên của một thời quân ngũ đã được sống lại trong ký ức của mỗi người lính chúng tôi. Yên Minh Mèo Vạc Đồng Văn, Vị Xuyên Thanh Thủy, Tưởng Còn Trong Mơ, đèo Bắc Sum, Lũng Cú Cột Cờ, có cao nguyên đá không mờ trong tim. Vâng, đó là một vài địa danh nơi biên cương của Tổ quốc thân yêu. Hôm nay, những người chiến sĩ tiểu đoàn 1 năm xưa trở lại Đồng Văn, nơi mà tiểu đoàn đã một thời ngày đêm chốt trên điểm tựa. Giờ đây, các bác, các anh đã trở về sống với đời thường, mỗi người một ngả khắp trên mọi miền đất nước. Song tình đồng chí, nghĩa đồng đội vẫn luôn gắn bó bên nhau để luôn giữ phẩm chất tốt đẹp của anh lính Cụ Hồ. Mặc dù mũ đã rời sao, tâm vẫn sáng, vai không, chí không nhòa. Trở lại Đồng Văn hôm nay, không chỉ có những cựu chiến binh của tiểu đoàn 1, mà các bác, các chị là những người vợ thân yêu, người bạn đời của chúng tôi cùng hành hương lên nơi cao nguyên hùng vĩ để chia sẻ niềm vui trong cuộc hội ngộ này. Không những các chị chỉ đem đến cho hội tình cảm sâu đậm nhất của người phụ nữ Trung Du, mà còn mang theo lời ca tiếng hát từ cuộc sống đời thường để tặng cho các chiến sĩ nơi biên ải. Và để cảm ơn sự đón tiếp chân tình của các đồng chí lãnh đạo và Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đồng Văn, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Minh, cùng các anh chị em trong Ban Văn hóa, Thể thao, Du lịch của tỉnh và huyện, cùng các nhà quay phim, nhiếp ảnh đã tạo mọi điều kiện để giúp cho hội chúng tôi trong ngày gặp mặt trên giải đất Đồng Văn thân yêu. Sau chuyến đi này đã để lại trong ký ức mỗi người, và cầu mong người ơi người ở đừng về, bâng khuâng gió núi bốn bề ngẩn ngơ, mai rồi liệu có bao giờ Đồng Văn điểm hẹn vẫn chờ đợi nhau. Biên giới em ơi, có nơi nào xanh hơn, như chồi non cò biếc, như rừng cây cùa lá, như tình yêu đôi ta. Chiều biên giới em ơi, có nơi nào cao hơn, như đầu sông đầu suối, như đầu mây đầu gió, như trời quê biên cương. Em ơi, có nơi nào đẹp hơn chiều biên giới, khi mùa đào hoa nở, khi mùa sớ ra cây, lúa lượn bậc thang mây, mùi tỏa ngát hương bay. Chiều biên giới em ơi, nhớ bao điều thân thương, đôi ta cùng chiến hào, tình yêu đẹp tiếng hát giữa đất trời quê ta. Xanh hơn như
trôi non cò biếc như rừng cây của lá, như tình yêu đôi ta. Chiều biên giới em ơi, có nơi nào cao hơn, như đầu sông đầu suối, như đầu mây đầu gió, như trời quê biên cương. Em ơi, giữa nông trường lóng gió, tình gắn bó nghe cuộc đời say nồng, như trời rộng mênh mông, ánh chiều tà bâng khuâng, một lời hát đang dâng. Chiều biên giới em ơi, nhớ bao điều thân thương, đôi ta cùng chiến hào, tình yêu đẹp tiếng hát giữa đất trời quê ta. Em ơi, có nơi nào đẹp hơn, chiều biên giới khi mùa đào hoa nở, khi mùa sớ ra cây, lúa lượn bậc thang mây, mùi tỏa ngát hương bay. Chiều biên giới em ơi, nhớ bao điều thân thương, đôi ta cùng chiến hào, tình yêu đẹp tiếng hát giữa đất trời quê ta. Về thăm quê hương tôi nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu, đây Hà Giang quê chúng tôi. Gỗ vùng cao về xuôi xây đời mới, thắm tình giữa miền xuôi với miền ngược, có ai về khơi thêm muôn hàng, mời lên thăm đây Hà Giang. Ôi đẹp sao đây vùng cao quê tôi đang đổi mới, này qua vùng cao đem tới miền xuôi, đây trẻ quê tôi vui những ngày hẹn hò. Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu về thăm quê hương tôi nơi biên cương là đây, có đường đi trên mây lên tới cổng trời, đây Hà Giang quê chúng tôi. Khắp vùng cao giờ đang thay đổi mới, những nhà máy lại vang tiếng còi tầm, tiếng nhạc ngựa đi theo nguồn hàng, về yên biên vui chợ phiên. Ôi đẹp sao đây Hà Giang quê tôi đang đổi mới, tiền về muôn nơi vui tiếng trẻ thơ, đây cầu thanh niên cho những ai hẹn hò. Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến tôi.
Tự buổi gặp mặt hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Đường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang có mặt dự với Bộ Công an. Dương Hồng Vinh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang. Cùng đi các đồng chí còn có các đồng chí cơ quan chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Kính thưa tất cả, rất là phấn khởi. Sau 35 năm, một quãng thời gian cũng rất là dài. Sau khi tiểu đoàn giải thể và những đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ, đã chuyển ra nước ngoài khác, cũng như một số đồng chí từ phát triển trở thành cán bộ, sĩ quan, đã chuyển qua rất nhiều đơn vị. Có những đồng chí đã nghỉ hưu. Thế nhưng với một cái tình cảm đồng chí đồng đội, cũng như là với một cái hoạt động là thường xuyên của cái hội Hồ Chí Minh này đã thành lập được 15 năm, và đến hôm nay kỷ niệm để có mặt đông đủ như thế này, đấy là một điều mà chúng ta rất là vui mừng phấn khởi. Vấn đề thực hiện chương trình thì chi hội Hà Giang là chịu trách nhiệm, đã có những bước tiền trạng chuẩn bị để cho ngày hôm nay chúng ta được tập mạnh ở đây. Trong hội được nắm được như này, có một cái nội dung sinh hoạt, sau đó thì sáng ngày mai 6:30 là tất cả các chi hội tổ chức cho đoàn của mình, bộ phận của mình ăn sáng xong, là chúng ta sẽ vào các cái xã ngày xưa chúng ta là đứng chân làm nhiệm vụ chốt giữ bảo vệ, thăm lại các xã và tặng quà cho các cái trường ở các xã, bốn xã là ngày mai chúng ta sẽ có một cái buổi từ Đồng Văn đi qua Bắc Việt Nam về Quảng Bạ và chưa về Yên Minh nghỉ ăn cơm. Tối ngày kia là ngày năm thì chúng ta đã tập trung ở Hà Giang này, và để bố trí quân sự tỉnh có một cái buổi là gặp gỡ hội chúng ta. Trân trọng giới thiệu đồng chí Bình là trưởng ban liên lạc của cái hội Hồ Chí Minh đợt một. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo chỉ huy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang, kính thưa tất cả các cán bộ lãnh đạo chiến sĩ tỉnh một năm xưa, phải nói là trong giờ phút này tôi thấy rất là vinh dự và tự hào. Hiện nay trên 90 gương mặt, bởi vì sao nói trên, bởi còn 5 đồng chí đang trên đường lên, 90 gương mặt sau 35 năm, tôi thấy rằng là một chặng đường dài, chúng ta ở nhiều địa phương tập trung ở đây, tất cả gương mặt nào cũng đều rạng ngời. Phải nói rằng là trong tâm cảm tôi cũng đọc được các anh là rất mong muốn quay về chiến trường xưa, cái nơi mà như chúng ta là quay lại gia đình mà. Thế để thay mặt cho Hội Cựu chiến binh, trước tiên là chúc cái sức khỏe tới các đồng chí cán bộ lãnh đạo của trong Hội Cựu chiến binh. Điều thứ hai là cũng trân trọng ghi nhận những cái thành quả cố gắng của chi hội Hà Giang với một công việc khá vất vả để tập trung tất cả chúng ta có một cơ hội có thể chiến trường xưa. Trong đó có cái tình cảm của đảng lãnh đạo một năm xưa, và đó rằng sau khi chúng ta đã quay về địa phương trong những cuộc chiến khác nhau, sau 35 năm chúng ta thể hiện là cái vai trò, cái gắn kết, cái tinh thần đồng đội ba năm trước thì hôm nay chiến thắng, và dù ra trên đầu chúng ta đã phải thì trong chương trình qua thì người thân của các hội cựu chiến binh cũng cùng tham gia trong chuyến đi này, và cũng qua chương trình này cũng xin có lời mời trước là trước tiên là nhớ lại hồi ức của 35 năm về trước, và cũng có lời mời các đồng chí cán bộ lãnh đạo trong Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
mai cùng với đoàn quay lại chiến trường xưa, cùng gợi nhớ lại những ký ức của tiểu đoàn 1 chúng tôi. Một lần nữa xin chúc đồng chí sức khỏe. Tỉnh rồi, Hà Giang xin lên chia vui và phát biểu đôi lời. Xin mời đồng chí ạ. Kính thưa các đồng chí, cựu chiến binh của đoàn 1 Đồng Văn năm xưa, kính thưa toàn thể các anh các chị, đồng chí cùng đi trong đoàn. Thế hôm nay thì thay mặt cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tôi cùng các đồng chí ở cơ quan ra cùng với các đồng chí có một buổi họp gặp mặt kỷ niệm cựu chiến binh tiểu đoàn 1 Đồng Văn ngày xưa. Thế báo cáo các đồng chí là cũng như thế hệ chúng ta nghĩ về cách đây 34-35 năm trước, lúc ấy thì tôi cũng là một chiến sĩ rất là trẻ, chiến đấu trong cái đội hình của tiểu đoàn 5 của Vị Xuyên. Các đồng chí ở phía địa đầu của Tổ quốc thì cũng là tuổi trẻ, là nữa tôi cũng rất là bồi hồi xúc động nghĩ lại đến ngày xưa. Chúng ta còn lúc bấy giờ trong điều kiện là đất nước vô cùng khó khăn, vừa mới thoát ra khỏi cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc thì lại lâm vào cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, sau đó biên giới phía Bắc, thì lớp lớp các thế hệ thanh niên chúng ta hồi đó cũng như các đồng chí là đã lên đường để sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, làm cho tôi hết sức là xúc động nghĩ lại đến cái ngày xưa. Còn ngày xưa đến thăm và cũng là chiến trường xưa cũng như là gặp mặt, thông qua đó để tiếp tục gieo những tình cảm của các thế hệ cũng như là giữa chúng tôi là những người tiếp tục đang gặp xung để bảo vệ Tổ quốc, cũng như là đồng chí thì hiện nay là đa số là về biên chuyển ngành rồi thì về các địa phương. Thế tuy nhiên là được cái tình cảm của đồng chí tổ chức được cái này cao quý và không những thế hệ anh em chúng ta là thế hệ trước nữa mà mãi mãi truyền thống thế hệ mai sau nữa. Chúng ta sẽ là quyền chúng ta ngày xưa và bây giờ Hà Giang là một tỉnh phải đứng đầu chiến tranh trên chiều dài dặn dài nhất và cũng là tỉnh chúng ta phải chiến tranh muộn nhất cả nước, đó chỉ là nếu chiến tranh biên giới phía Bắc chúng ta lấy mốc là 1979 thì đến ngay 1992 là còn trung đoàn của quân đội chiến đấu và khu vực của quân đội chiến đấu 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 thì chúng ta cũng tạo ra toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, hạnh nhạc, vững. Hà Nội Đồng Văn thành lập tháng 8 năm 1978. Trong cái thời kỳ đất nước ta cực kỳ khó khăn, phía Tây Bắc thì phía Tây thì Campuchia, các quân đoàn chủ lực của chúng ta là kéo quân vào trong Tây Linh, giải phóng Campuchia và giữ biên giới Tây Lan. Còn phía Bắc chúng ta 6 tỉnh biên giới thì các đơn vị chủ lực là rất là ít. Trung đoàn 191 là trung đoàn chủ lực của tỉnh đội Hà Tuyên từ xưa, và trong đó tiểu đoàn 1 là của Đấm Thép, tiểu đoàn chủ lực cơ động là của trung đoàn 191, và trung đoàn 191 là tiền thân của trung đoàn 33 đồng chí quân đội. Khi biên giới xảy ra chiến tranh thì chúng tôi được nhận nhiệm vụ là lên trên Đồng Văn. Mục đích chính ban đầu là lên giải phóng cái đồn số 4 đấy. Nhưng mà khi lên nơi thì phải bị pháo kích đánh dập theo dọc cái biên giới, chúng tôi phải ra quân ra để bảo vệ biên giới Đồng Văn. Mà vùng bắc xích rất quan trọng của toàn quyền biên giới Hà Tuyên. Thì trong 5 năm chiến đấu và xây dựng trưởng thành của tiểu đoàn 1, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không mất một đất nào của Tổ quốc. Và trong 500 anh em chúng tôi tiểu đoàn 1 thì thực sự chúng tôi cũng rất xúc động, và đến lần rất chuẩn là cũng phải 1/3 anh em làm lại phải vũ trang Đồng Văn, và các đồng đội tôi ở đây thì cũng phải 1/3 để lại mong sự thiệt một phần sự thiệt của mình ở chiến trường. Cho nên hôm nay có cuộc gặp mặt ở đây, tôi không thể nào quên đồng đội của tôi. Xin các đồng chí một phút đứng lên mặc niệm tưởng nhớ đồng đội của tôi.
để tưởng niệm các đồng đội chúng ta đã hy sinh tại biên giới. Trong cái chương trình chúng ta ấy, thì có một cái buổi gặp mặt ở tỉnh, vừa có lời mời canh bên tỉnh đội, đồng thời chúng ta sẽ có một công thân mật tại đây. Và cái chương trình từ ngày mai thì anh Quyền đã đưa lên rồi, cũng xin được mời canh đi từ cùng với đoàn, vì cái ý nghĩa hơn nữa là ngày mai là chính xác đúng là cái ngày 24 thôi. Đêm buông trên đường, hàng me lung linh ánh đèn. Đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố thân thương. Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường. Để lại em yêu dấu, có khoảng trời rừng núi. Lung linh ngàn vì sao sáng trên đường hành quân diệt thù. Dù xa nhau muôn trùng, mùa thu xuân sao là vàng. Em ơi anh xa em vẫn gần thành phố thân thương. Bàn tay em xây ngôi trường, bàn tay em gieo lúa vàng, gửi tình lên biên giới có quãng trời thành phố mênh mông và trong xanh với bao người bạn thân tâm tình. Như hoa phong lan chờ đợi